Chào mừng. Sáng nay 29 tháng 8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia EVN-NPT tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối là dự án quy mô lớn có tổng chiều dài 519 km, hai mạch với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, đi qua 9 tỉnh, 43 huyện, 211 xã với 1.177 cột phải thi công. Trong đó cột cao nhất cao 145 m, nặng 426 tấn, 513 khoảng néo, cần sử dụng 705.000 mét khối bê tông, 209.000 tấn sắt thép, di rời hỗ trợ tái định cư, ổn định sản xuất cho 5.415 hộ. Với công trình có khối lượng thi công lớn như vậy, thời gian thi công phải kéo dài ít nhất từ 3 đến 4 năm mới hoàn thành. Trong khi mục tiêu cấp bách, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra là phải hoàn thành dự án trong thời gian 6 tháng, gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, trở ngại về thời tiết, nhiều giai đoạn tưởng chừng không thể hoàn thành. Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền địa phương, sự đồng thuận, tin tưởng, hỗ trợ, động viên của người dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát công trường, làm việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão, chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc liên tục 24/7, 3K, 4K, làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày lễ, kề vai sát cánh, khắc phục mọi khó khăn thách thức, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, thần tốc thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian hơn 6 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra. Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần và quyết tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã luôn bám sát chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại công trường. Các ban quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn thi công xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị và các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành và đóng điện các dự án. Thủ tướng ghi nhận biểu dương đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các bộ ngành liên quan đã thường xuyên tổ chức họp rà soát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của dự án. Biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị của ngành điện trên mọi miền đất nước, các tập đoàn Viettel, VNPT, PVN, lực lượng công an, lực lượng bộ đội tại chỗ, quân khu 3, quân khu 4, lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia hỗ trợ ngành điện liên tục trong nhiều tháng để đảm bảo tiến độ dự án với tinh thần đã ra quân là chiến thắng. Thủ tướng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc tới đồng bào nhân dân các địa phương đã đồng tình ủng hộ dự án, nhường chỗ ở, nơi thờ cúng, đất canh tác, nơi sản xuất cho công trình, đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án. Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền 9 tỉnh có dự án đi qua, phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục quan tâm chăm lo để ổn định, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống người dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án đi qua, theo đúng tinh thần, nơi ở mới phải ít nhất bằng và cơ bản tốt hơn nơi ở cũ. Tinh thần thần tốc quyết thắng của dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã truyền động lực cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia, tiếp tục công cuộc phát triển hạ tầng của đất nước, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về hạ tầng mà các kỳ đại hội Đảng lần thứ 11, 12, 13 đã đề ra, hướng tới hoàn thành hai mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.